chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Vision. Hôm nay Kazu đến chùa Ba Thiên Phòng là Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch Corona thỉnh thoảng đến ở đây để dẫn người du lịch Nhật Bản, nhưng mà bây giờ là ngoài đến vào Việt Nam nên đã đến lâu rồi. Thì vừa thôi chùa này Kazu mới nhận ra có một gian hàng nhỏ đặc biệt bánh khế. Rồi Kazu chưa nghe bánh khế nữa, em muốn ăn thử nha. Bánh khế quay mông à, mua bà luôn à, phải à, chúng à dạ. Ủa chúng là à, chúng là ăn khế nào ăn bỏ vô luôn. Ok. Một giống như là tám tám này. À, tám tám là ok. Ngon bánh mì của tôi nha. Tại vì là hôm đi thích khoai môn này, em rất ngon và ăn được tối nhà. Rồi súp này đó, nước này là của nước tương nữa em. À, đối với người Nhật hôm nay đó. Ok, tiếp theo là bánh hẹp. Hẹp tiếng Nhật là nira, là khi ăn mozu nabe là lão mozu thì chắc chắn có nhiều hẹp nha, nên nhiều người Nhật Bản thích hẹp. Thơm, rất thơm nè. Ngon. Và cuối cùng thứ sáng mình nghĩ có tôm nhỏ hoặc là cơm nữa. Bị phức tạp nữa. Khó lắm. Tôm. Ồ. Có thể là có tôm nè. Sau khi ăn bánh của sáng thì thấy được biển nè. Thấy được biển nè. Và còn nữa, sau khi ăn bánh hè thì thấy được đất nè. Nên chắc chắn là phải ăn hai loại này. Là theo ca dư nhỉ? Ít nhất là okay. Bánh hè. Cái này rất ngon.
的中国日本的它是同样开的但我不一定没有了我特别的你们风的太阳跳晒呀你走走它有没有丢在呢也是一般的白天啊那么白啊不一样要死了没哇那来了该是更多的真的那冬天的巴掌的啊还有该是蒙中央的太阳晒的就怕这样蒙一的白天啊就太的快蒙的啊是哪样欢迎不上的对对对对你拍拍的摇摇啊摇摇啊哇现在来搞了快梦呢还有真的啊哇摇摇面鬼同我讲话，但冇啱听啊，点？还有啦，冇歌啊，做啊，点？你做咩啊？对，冇听咩？我做他妈的啥？做你那生意做咩啊？Night and day, night and day.